Tinh Vatican, sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha và phép lành toàn xá UBSOB. Lúc 12 giờ trưa lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12 năm nay, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá UBSOB cho thành Soma và toàn thế giới. Đứng hai bên Đức Thánh Cha trên ban công chính giữa đền thánh Phaero là Đức Hồng y Renato Raffaele Martino người Ý, nguyên Bộ trưởng Bộ Công lý và Hòa bình và Đức Hồng y Kevin Joseph Ferro người Mỹ, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống. Trên thềm đền thờ Thánh Ferro, có đội cần về Thụy Sĩ và đại diện các binh chủng Italia đứng thành hàng chào danh dự. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự thật: Thiên Chúa là người cha tốt lành và tất cả chúng ta là anh em của nhau. Sự thật này là nền tảng của cái nhìn Kitô giáo về con người. Không có tình huynh đệ mà Đức Giêsu Kitô đã ban, thì những nỗ lực của chúng ta cố gắng xây dựng một thế giới bình đẳng hơn cũng sẽ chết yếu và ngay cả những dự án tốt nhất cũng trở nên vô hồn và trống rỗng. Do đó, Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng huynh đệ giữa mọi người thuộc mọi dân tộc và văn hóa, giữa những người thuộc các ý thức hệ khác nhau và cả giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau. Đức Thánh Cha cũng khẳng định, sự khác biệt của chúng ta không phải là sự nguy hại hay nguy hiểm, nhưng là sự phong phú. Cũng như đối với họa sĩ muốn vẽ một bức tranh, thì việc có nhiều màu sắc sẽ tốt hơn là chỉ có một vài màu. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện và cầu chúc cho các dân tộc đang gặp những khó khăn trên thế giới như Israel, Palestine, Syria, Yemen, Venezuela, Ukraine, Nicaragua và châu phi